Chào các anh chị nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách tạo cái tài khoản Binance. Thì hiện tại nếu các anh chị muốn mua bán tiền kỹ thuật số hoặc đầu tư tiền kỹ thuật số thì các anh chị sẽ phải tạo một cái tài khoản trên một cái sàn. Thì nó cũng giống như là trên cái sàn chứng khoán vậy, sàn HOSX, đấy, cái nơi mà mua bán. Và ngoài ra thì có công ty môi giới, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với một cái sàn tiền kỹ thuật số thì nó chính là cái nơi mua bán luôn. Đấy, các anh chị chỉ cần đăng ký tài khoản là đang mua bán thôi. Đấy, sàn sẽ đứng ở giữa và nó ăn cái tiền phí, còn nó sẽ đưa ra các sản phẩm người mua người bán và nó theo thị trường. Đấy, hiện tại thì sàn Binance đang là cái sàn top 1, là cái sàn này đây, nó đang là top 1 này. Đấy, đây mình hướng dẫn cho các anh chị. Thì khi các anh chị đăng ký qua đường link của mình ấy, mình sẽ để cái đường link dưới cái phần mô tả của video này. Đấy, thì các anh chị đăng ký qua link nhé, thì các anh chị sẽ nhận được cái phần quà từ mình. Thì đây là phần quà từ mình. Đấy, chính là cái khóa học mà mình đã dày công suy nghĩ và đúc kết những cái kinh nghiệm của mình vào trong cái 7 video này. Thì nó sẽ bao gồm 5 video về cái tư duy đầu tư. Những kiến thức thì có thể mọi người sẽ học giống nhau, nhưng cái tư duy của mọi người nó sẽ khác nhau. Thì mình sẽ chia sẻ 5 cái video này là những cái tư duy, những cái suy nghĩ của mình cũng như là cái kinh nghiệm của mình trong này. Thứ hai đó là cái bản tính khối lượng cũng như cái phương cách mình quản lý lệnh. Thì nó sẽ rất là phù hợp với những người mới. Đấy, mình đã tìm rất là nhiều cái cách quản lý lệnh, tuy nhiên thì cái cách này mình thấy nó ổn nhất và nó cho kết quả giao dịch mình chấp nhận được. Vì vậy thì mình muốn gửi tặng những cái tài liệu này, mình tự tay biên soạn này, cho những anh chị nào mà đăng ký trên cái đường link của mình và ủng hộ cái kênh của mình, được mà. Thì các anh chị chỉ cần chụp hình cho mình cái ảnh tài khoản sau khi các anh chị đã verify, nghĩa là đã xác thực thành công. Đấy, và các anh chị gửi cho mình cái mail thì mình sẽ chia sẻ cái tài liệu của cái mail nha, để các anh chị có thể tự download về. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào tài khoản nha. Đầu tiên các anh chị chuẩn bị cho mình một tờ giấy, một cái giấy viết. Thứ hai đó là các anh chị chuẩn bị cho mình cái căn cước, đấy, chứng minh nhân dân cũng được. Đấy, thứ ba đó là cái điện thoại của anh chị phải sáng tỏ nha, một cái nơi đủ sáng tỏ để khi nữa mình xác minh trên tính luôn. Đấy, ok, mình sẽ mở điện thoại đây nha. Khi các anh chị xem video này á thì các anh chị kéo xuống phần mô tả nha. Sau đó thì các anh chị click vào cái mũi tên này này. Đấy, để xem cái phần mô tả của video. Sau đó ở phần mô tả nó sẽ có một cái đường là link đăng ký sang Binance. Thì các anh chị click vào đây nha. Vào. Đấy. Thì sau khi nó ra như thế này thì các anh chị nhấn vào dòng chữ đó là xác nhận tại đây nha. Đấy. Thì tại đây thì nó có hai cái loại tài khoản để các anh chị cài tạo, một là tài khoản nhân hay là tài pháp nhân, nhân hay là tài khoản doanh nghiệp ấy. Nhưng mình thì nhà đầu tư cá nhân, các anh chị thì đa số đều là vậy, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn phần mục là tạo tài khoản cá nhân nha. Sau đó thì các anh chị điền cái thông tin vào đây. Đấy, chị điền vào, điền cái email các anh chị đang dùng nha. Sau đó thì các anh chị tạo mật khẩu nha. Thì mật khẩu ở đây các anh chị nhớ đặt là trên 8 ký tự, có phần số viết hoa và chữ thường. Tuy nhiên thì mình khuyên các anh chị nên thêm ký tự đặc biệt, chẳng hạn dấu sao, dấu thân, rồi dấu a còng vân vân, để nó tăng tính bảo mật cho tài khoản mình nha. Thì sau khi các anh chị đã tạo thành công thì các chị nhấn tiếp theo nha. Đấy. Lúc này thì các anh chị sẽ vào trong email á, nó sẽ gửi một cái mã xác nhận. Thì các anh chị nhắn vào chữ lấy mã này để nó gửi nha. Rồi, nó đang gửi mã xác nhận đấy. Thì mình sẽ vào trong cái tài khoản Binance của mình để mình tìm Gmail Binance này. Thì các anh chị nhớ kiểm tra hộp thư đánh, còn không có thì các anh chị tìm trong cái thư mục rác nha. Đây, thì nó có một cái thư đây rồi. 930473. Mình sẽ điền vào đây. 930473473. Sau đó các anh chị nhắn gửi nha. Lúc này thì các anh chị sẽ điền cái số điện thoại của anh chị vào đây.
cái số điện thoại này nó sẽ là cái số để các anh chị sau này xác minh. Đấy. Thì các anh chị nhớ điền đúng số điện thoại các anh chị đang dùng nha. Rồi, các anh chị nhắn tiếp theo cho mình. Các anh chị nhắn lấy mã nha, để nó gửi cái mã về. Rồi, ok. 680030 680030 680030. Rồi, sau khi các anh chị nhập xong, các anh chị nhắn gửi cho mình nha. Ok, thì như vậy thì các anh chị đã tạo xong cái tài khoản Binance. Nó đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để mình xác thực tài khoản cũng như là bật yếu tố xác minh hai bước. Ok, thì sau khi các anh chị đã đăng ký thành công cái tài khoản Binance thì các anh chị dùng điện thoại để tải cái ứng dụng này nha, lên CH Play hoặc là Apple Store. Thì các anh chị sẽ tải hai cái ứng dụng đó là Binance và Authenticator. Thì các anh chị tải hai cái ứng dụng này. Đây. Thì mình sẽ vào trong ứng dụng Binance. Sau đó các bạn cứ nhấn mũi tên này. Thì tới bước này thì các bạn nhấn vào dòng chữ là đăng ký đăng nhập. Còn nếu mà không thấy thế này thì các bạn cũng có thể nhấn lên trên cái đầu người này này. Mũi tên này. Đấy, thì có chữ đăng nhập đăng ký đây. Các bạn cũng nhấn vào đây được nha. Thì nếu các bạn xuất hiện thế này thì bạn nhấn vào chữ đăng ký đăng nhập vào đây. À, phía trên thì các bạn chọn cho mình cái dòng chữ là email. Vì hồi nãy mình đăng ký bằng email mà. Đúng không ạ? Thì mình nhấn vào chữ này. Mình điền cái email vào. Rồi, mình điền cái mật khẩu lúc nãy mình tạo vào. Các bạn nhớ điền chính xác nha. Rồi, sau đó thì các bạn tắt và nhấn đăng nhập. Nó xuất hiện cái xác minh độ mật này thì các bạn kéo qua. Nó trùng với cái mã ghép này. Rồi các bạn thả ra là được. Rồi, thả ra. Ok. Lúc này thì nó sẽ yêu cầu các bạn xác minh bằng email và thứ hai là di động. Thì mình nhận lấy mã ở hai cái luôn nha. Để cho nó gửi cái mã về. Thì mình vào email và mình vào điện thoại để nhập mã nha, để lấy mã nha. 295210. 295210. Ứng minh email của mình là đây, cái thứ mới nhất là 411440. 411440. Rồi, sau đó thì các bạn nhắn gửi. Như vậy thì mình đã đăng nhập thành công. Bây giờ thì đến bước thứ hai đó là xác minh. Thì mình sẽ chọn vào dòng chữ đó là xác minh ngay tại đây. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái căn cước nha. Đấy. Thì mình sẽ điền cái số chứng minh nhân dân hoặc là số căn cước mình vào cái này. Ô khu số chứng minh thư đây. Rồi, mình điền cái tên của mình vào đây, tên đầy đủ. Sau đó thì các bạn đi ngày sinh vào đây nha. Đấy, các bạn chọn ngày. Các bạn chọn năm sinh trước. Các bạn muốn chọn năm sinh thì các bạn click vào cái hai mũi tên nhé. Thì nó sẽ lui về nhanh hơn. Sau đó thì các bạn kiểm tra thông tin lại một lần nữa. Các bạn thấy đúng rồi thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Địa chỉ cư trú. Thì các bạn điền cái địa chỉ của các bạn vào đây. Các bạn ghi càng chính xác càng tốt nha. Đấy. Còn mã bưu điện này. Thì các bạn lên trên Google search. Chẳng hạn như đây là thành phố Quảng Ngãi. Thì các bạn lên Google nó mã bưu điện thành phố Quảng Ngãi. Điện thành phố Quảng Ngãi. Thì nó sẽ ra. Đó là 570.000. Thì các bạn ở đâu thì các bạn sẽ gõ như vậy nha. 570.000. 570. Chỗ này không điền thế này.
Phường Quảng Phú thôi, chỗ này là thành phố Quảng Ngãi. Đấy. Sau đó thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Thì đấy, bước này thì các bạn sẽ sử dụng cái giấy tờ hợp lệ do chính phủ cấp chụp lên và để xác minh. Thì mình sẽ dùng cái căn cước do chính chủ phát phụ cấp. Đấy. Thì chứng minh nhân dân thì căn cước cũng được. Sau đó thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Rồi. Thì chụp ảnh thẻ căn cước công dân, chứng minh thư này. Rồi. Chính phủ cấp này. Nguyên gốc này. Có kích thước đầy đủ này. Chia của trình sửa này. Đặt giấy tờ trên nền đơn sắt này. Đấy. Vâng. Vâng. Thì các bạn chọn chụp nha. Đầu tiên thì mình sẽ chụp cái mặt trước của tờ tùy thân. Đấy. Rồi. Sau đó thì các bạn chọn qua mục là mặt sau của giấy tờ tùy thân. Rồi, các bạn chụp nhớ không cho nó mất góc nha. Nghĩa là nó đầy đủ các góc của cái giấy tờ. Rồi, nhấn OK. OK. Sau đó thì các bạn nhấn vào chữ tiếp tục nha. Rồi. Tại bước này thì nó sẽ dùng cái chụp cái ảnh chân dung của mình à, tự sướng ấy, nó sẽ phi á, thì các bạn nhấn vào rồi các bạn nhấn OK. Thì tại cái bước này nó sẽ xác minh cho các bạn bằng cách là nó sẽ xem cái giấy tờ của bạn và nó quay cái hình ảnh của bạn nha. Nó yêu cầu các bạn tay nhặt súng hoặc là quay trái cái phải thì các bạn chỉ việc làm theo thôi. Đấy, nó sẽ xác minh khuôn mặt của các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào chọn xác minh thôi. Bạn để cho vừa ý cái hình này. Rồi, gật đầu. Đấy. Thì lúc này máy nó sẽ tự xác minh. Thì nếu các bạn làm đủ các cái bước mà mình đã hướng dẫn thì nó sẽ xác minh thành công. Tuy nhiên là do mình đã xác minh rồi, mình dùng một cái chứng minh của người khác để mình chụp mô phỏng cho các bạn cách xác minh thôi. Đấy, đây là nó thất bại rồi. Đấy, bây giờ. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn xác minh cái tài khoản. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách để tăng cái bảo mật cho cái tài khoản của mình nha. Thì sau khi các bạn đã đăng nhập vào bên mình cũng như là xác minh danh tính, thì để bật cái tính năng xác minh hai bước bằng authenticator thì các bạn chọn vào cái hình đầu người nha. Một số bạn dùng mobi hoặc là một số trường hợp ấy, thì cái việc xác minh của tin nhắn á, nó sẽ bị gián đoạn do nó gửi tin nhắn từ nước ngoài về. Vì vậy thì các bạn nên xác minh bằng cái Google Authenticator. Thì các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về nha. Ứng dụng này này. Authenticator này về này, các bạn tải về. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái ứng dụng này lên. Đấy. Đấy. Các bạn cứ nhấn bắt đầu cho mình. Rồi. Tại đây thì nó sẽ cho mã là quét mã QR hoặc là nhập cái khóa thiết lập. Thì mình sẽ mở cái ứng dụng Binance lên. Dùng Binance. Đấy. Các bạn kéo xuống và tìm vào cái mục có chữ là cài đặt chữ bảo mật. Từ mặt chữ bảo mật đấy hay là security á, thì tại cái Binance Google Authenticator này các bạn thấy chữ đề được kiểm soát không ạ? Có xác thực cái máy này, có xác thực email này. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái Google Authenticator đấy, cái này dùng rất là tiện luôn. Lúc này thì các bạn sẽ gạt cái thanh này lên, gạt cái thanh này lên đấy. Thì tại đây thì các bạn nhắn tiếp cho mình cái dòng chữ đó là liên kết, thì hai cái này mình tải rồi, liên kết. Đấy. Nó nói là có cần hướng dẫn không thì mình các bạn cứ làm theo mình là được, mình nhấn bỏ qua nha. Rồi thì tại cái này thì các bạn nhớ lưu cái file này lại nha, lưu lại. Thì mình sẽ lấy một cái điện thoại khác mình chụp, do mình lập một cái tài khoản mà nó cho các bạn demo thôi nên mình quay luôn cho các bạn.
và mình chụp thì cũng chụp dự phòng thôi, chứ không thì các bạn nhớ ghi lấy giấy cái này nha, lưu lại nha, trừ trường hợp nếu mình mất cái điện thoại thì mình còn có mã dự phòng này, mình sẽ backup lại được. Các bạn hiểu mà các bạn đấy. Ok, thì sau khi các bạn đã ghi xong cái này thì chỗ cái vòng này các bạn nhanh chị sao chép cho mình nha, sao chép này. Rồi các bạn quay lại cái ứng dụng Authenticator đấy, thì các bạn nhấn vào dòng chữ là nhập khóa link thiết lập. Các bạn có thể quét QR nhập khóa thiết lập. Thì mình đang tạo một tài khoản Binance thì mình sẽ ghi tại đây là tên tài khoản, thì mình ghi để mình nhớ đấy, Nancy. Gmail của mình là gì thì mình ghi vô đây. Rồi, chẳng hạn như vậy thì mình sẽ nhập cái khóa, thì mình sẽ dán cái khóa mình vừa mới sao chép vào đây nha. Rồi, nhấn vào. Cái này là dựa theo thời gian rồi, sau đó các bạn nhấn chịu thêm. Ok, thì như vậy thì mình đã thiết lập xong. Đấy. Mình sẽ quay lại cái Binance này. Đấy, mình nhấn chữ liên kết thôi. Ok, thì tới bước này các bạn nhấn vào chữ gửi mã. Như vậy thì nó sẽ gửi cái mã về trên cái điện thoại bạn đã đăng ký, cũng như cái Gmail nha. Hai 18569 218569. Còn mã bên này là gì? Chín không tám sáu bốn không. Còn mã xác minh user authent thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng. Đấy, các bạn copy dòng này. Rồi sau đó các bạn quay lại cái điện thoại này, các bạn dán lên, các bạn nhắn gửi cho mình. Ok, thì như vậy thì cái mã này nó đã được tạo thành công. Mình sẽ thoát ra và đăng nhập lại để các bạn xem nha. Sau đó thì các bạn điền cái email và mật khẩu đã tạo được trước, nhấn đăng nhập nha. Sau đó thì các bạn kéo cái hình này cho nó vừa cái kia nha, các bạn ghép. Lúc này thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng Authenticator. Đấy, chỗ này là chuyển sang cái điện thoại này, hoặc các bạn có thể xác minh vào Google Authenticator này. Thì mình sẽ vào ứng dụng Google Authenticator. Đây. Thì nó sẽ có cái mã như thế này, nó chạy 30 giây. Như vậy thì các bạn sẽ nhắn giữ ở đây. Đấy, rồi. Nó đã sao chép vào khay nhớ tạm rồi. Thì các bạn hãy vào cái bình. Đấy, các bạn dán vào. Đó, dán vào. Rồi, nó sẽ tự động cập nhật luôn. Ok, thì như vậy thì mình đã đăng nhập xong. Do mình chưa có xác minh nên nó cứ yêu cầu mình xác minh thôi. Đấy. Thì sau khi các bạn tạo tài khoản thành công của cái đường link mà mình chia sẻ thì các bạn nhớ là chụp lại cái ảnh mà tài khoản thành công của các bạn. Và thứ hai đó là gửi cho mình kèm với cái Gmail, thì mình sẽ chia sẻ cái khóa học mình đã biên soạn để dành tặng cho các bạn và đăng ký Google link của mình nha. Ok, thì chúc các bạn đầu tư thành công.